Nhiều ngày nay, anh Sằn Chi Nằm, bí thư chi bộ trưởng thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, làm một việc quen thuộc, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về bầu cử. Nội dung tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Dao để bà con hiểu rõ nội dung, thể lệ và thông tin của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngoài giờ đọc truyền thanh, anh Nằm đến tận từng hộ để vận động tuyên truyền về bầu cử. Hôm nay được đồng chí bí thư chi bộ đến tận nhà trao đổi danh sách bầu đại biểu bầu cử. Tôi rất hy vọng đại biểu này sẽ đại diện tiếng nói của chúng tôi. Rất là mong đợi là đến cái ngày 23 tháng 5 tới là chúng tôi cũng huy động được 100% đúng độ tuổi và đi bỏ phiếu. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền bầu cử, đội ngũ lãnh đạo cấp xã cùng các già làng, người uy tín trong thôn bản cũng tích cực tham gia tuyên truyền để đồng bào hiểu được quyền lợi và trách nhiệm tham gia bầu cử. Các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động như bảng biểu, băng rôn khẩu hiệu cũng đã được địa phương tích cực triển khai. Ra đây được cán bộ xã giải thích chính đáng cho mình hiểu, toàn thể cử tri ta phải hiểu biết luật bầu cử để tôi nắm rất rõ trách nhiệm của mỗi quyền lợi của một người công dân. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng các cái biện pháp đó là loa di động đến tận các cái ngõ xóm, tổ dân, dịch tiếng ra tiếng đồng bào dân tộc thiểu số cho bà con dễ hiểu hơn. Và một cái biện pháp nữa là tổ chức các họp ở các khu dân cư khi mà thực hiện các cái quy trình về công tác bầu cử. Cử tri và nhân dân huyện Tiên Yên đang háo hức hướng tới ngày bầu cử 23 tháng 5 để thực hiện quyền nghĩa vụ của công dân, lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài tham gia đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.